Trang có đọc một cái bài viết của chị Tam Anh về cái tên Quỳnh Thục Vi. Thì trong 2 ngày mà Trang lên trên trên trang Facebook rồi đó, trên mạng xã hội đó, thì Trang thấy có rất nhiều anh chị có những ý kiến trái chiều khác nhau. Và Trang đem ra cái điều này của một anh, cái bài viết này là nguyên văn của một anh, một anh đầu tiên thì Trang xin giấu tên, và người thứ hai, anh đó là tên Hải Nguyễn. Trang chia sẻ với cô chú bác và các anh chị nguyên văn của họ, rồi chúng ta sẽ cùng nhau mình nói lên cái lập trường của mình nghe. Anh viết như vậy: lướt qua Facebook, tôi thấy cộng đồng mạng rầm rộ lên án Việt Cộng qua cái câu chuyện của người hành nghề đấu tranh dân chủ hai đời là cô Quỳnh Thục Vi, mẹ của cháu bé 4 tuổi bị bà Sơ từ chối nhận giữ vì theo mẹ của Quỳnh Thục Vi và vợ là vợ của Quỳnh Ngọc Tuấn cho hay là bà Sơ bị Việt Cộng cấm nhận cháu bé. Chắc chắn một điều, với Việt Cộng thì những ai mà bị nó đưa vào sổ đen là hết đường sống, cho nên chuyện con gái của Quỳnh Thục Vi bị nó cho học cho dốt là chuyện bình thường. Nhưng có thật như vậy không? Thì chỉ có Việt Cộng, bà Sơ và gia đình của Quỳnh Thục Vi mới biết rõ, còn chúng ta chỉ là người ngoài, chỉ biết nghe nói vậy thôi. Tôi vốn dĩ được cho là thằng chuyên đi đánh phá phong trào cá nhân hành nghề đấu tranh dân chủ, nên trước câu chuyện của Quỳnh Thục Vi, tôi cũng thấy cần phải có chút động não để mà lên viết những cái lời này, hầu kiếm thêm gạch đá và cũng để quẹt lọ nghẹ làm dấu hội nghề đấu tranh dân chủ qua những cái phản đối chụp mũ từ họ ném vô tôi. Nói thiệt, nếu thiệt mà Việt Cộng nó khốn nạn tới mức nó không cho các bà giữ trẻ nhận giữ con gái của Quỳnh Thục Vi đó, mà là hành nghề đấu tranh dân chủ, là cho là trả thù của Việt Cộng nhắm vào gia đình của Quỳnh Thục Vi, thì xin thưa, Quỳnh Thục Vi ta không còn tồn tại để mà đẻ con đâu. Thì những cái tên hành nghề đấu tranh dân chủ chỉ đình đám nghe đâu là bị Việt Cộng truy nã, như là Phạm Đoan Trang, Phạm Minh Vũ cũng bị Việt Cộng cho nhập kho và quánh để trả thù. Cái lạ nữa là hưởng ứng cái đại dịch này và lợi dụng lòng tôn kính trân quý là lá cờ quốc gia Việt Nam của bà con hải ngoại, cho nên nghe đâu Quỳnh Thục Vi đã may rất là nhiều khẩu trang che miệng có hình cờ vàng ba sọc đỏ để chuyển qua Úc và qua Mỹ để bán. Không biết tụi an ninh phi trường, hải cảng và tụi an ninh ngày đêm theo sát mọi hoạt động của Quỳnh Thục Vi, mắt tụi nó bỏ ở đâu mà nó để cho Quỳnh Thục Vi may khẩu trang có hình cờ vàng ba sọc đỏ một cách đồng loạt như vậy, trong khi cậu thanh niên Nguyễn Hữu Tấn ở Vĩnh Long hồi năm nào á phải tự tử bằng cái dao rọc giấy trong đồn công an khi anh ta bị bắt lên đồn với lý do là cất giữ một cái mảnh vải màu vàng giống như là nền hoàng kỳ của quốc gia Việt Nam. Không lẽ Quỳnh Thục Vi có thuật qua mắt cho nên may cờ vàng xuất cảng mà không bị gì? Nhưng tại sao Quỳnh Thục Vi không dùng phép thuật qua mắt kia để bịt mắt tụi an ninh Việt Cộng bám theo mẹ con của cô ta và tới nhà trẻ của Sơ để cảnh cáo Sơ không được nhận? Tôi thấy có hai điều đáng ngờ và có mục đích của Quỳnh Thục Vi qua câu chuyện của cô ta. Thứ nhất, cô ta đã gián tiếp chê bai bà Sơ kia nhu nhược khi không dám nhận giữ cháu bé vì sợ Việt Cộng làm khó. Thứ nhì, khi câu chuyện cảm động của Quỳnh Thục Vi được loan truyền trên mạng xã hội thì khẩu trang cờ vàng của cô ta sẽ bán đắt như tôm tươi để ủng hộ cô ta. Cô này rất giỏi kinh doanh dân chủ à nha. Nói thêm, chúng ta là người Việt Nam nên quốc kỳ rất là linh thiêng, là biểu tượng của một triều đại nhà nước. Người Việt Nam trân trọng cái gì thì luôn không để cho nó bị dứt bừa bãi và sọt rác. Vì vậy, việc của Quỳnh Thục Vi và những người khác đã lấy biểu tượng hoàng kỳ in trên khẩu trang là một chuyện không phải đạo, bởi vì sau khi người ta xài xong thì người ta sẽ dứt bỏ nó vô thùng rác, và vô tình thì biểu tượng hoàng kỳ lại nằm trong đống rác bẩn thỉu, đau lòng lắm bà con ơi. Chưa nói tới việc nhiều người ở quốc nội vì nhiệt tình mà mua khẩu trang của Quỳnh Thục Vi đeo vô thì sẽ gặp rắc rối, mà nặng là phải tự tử bằng dao rọc giấy nữa. Đó là lý do tại sao
Tôi phải quỷ các bạn mỏi tai với những ai mà đăng câu chuyện mà nhà kinh doanh dân chủ Huỳnh Thục Di. Xin mời ném đá, tôi sẵn sàng hứng hết. Coi như là mưu kế của An ninh Việt Cộng thành công hoàn hảo ngoài dự kiến. Huỳnh Thục Di là con của lính Việt Nam Cộng Hòa một thời. Cả nhà, ba người gồm Vi, người cha là Huỳnh Ngọc Tuấn. Nhưng xin nhắc rằng, ông Huỳnh Ngọc Tuấn chưa đi lính Việt Nam Cộng Hòa ngày nào. Ngày 30 tháng 4, ông ấy mới vừa học trung học mà thôi. Có điều ông ta chống cộng là có, và bị tù là cũng có. Đến đời con thì mọi người theo dõi thấy rất là nhiều điều thật giả lẫn lộn. Và người anh trai là Huỳnh Trọng Hiếu bị liệt vào thành phần phản động chống phá điên cuồng của chính quyền cách mạng, bị bắt bớ sách nhiễu nhiều lần trong một thời gian dài. Những lần ấy thì mọi người đều biết hết, đồng cảm và ủng hộ. Nhưng đột nhiên một thời gian khá lâu không nghe thấy tâm hơi, dò ra mới biết là cô ta sắp sanh con. Chồng cô ta là Lê Khánh Duy, một sĩ quan an ninh chính trị trong phòng an ninh chính trị công an tỉnh Đắk Lắk. Ủa, lạ vậy? Công an lấy vợ phải xét lý lịch ba đời chứ, sao anh có thể lấy vợ của Việt Nam Cộng Hòa được ta? Huỳnh Thục Di là một cô gái có tài viết lách, có nhan sắc, quá nguy hiểm cho nên không thoát khỏi mưu kế độc ác của Việt Cộng là vô hiệu hóa và lợi dụng cô ta để làm một con mồi, một con chim mồi rất đắt giá. Chàng xin cho cô chú bác và các anh chị coi tấm hình này ha. Đây là tốt nghiệp khóa huấn luyện an ninh an toàn kỹ thuật số. Cái tên lạ quá ha cô chú bác và các anh chị. Và có ba nhân vật trong tấm hình này. Cô chú bác và các anh chị có nhìn rõ hay không? Những cái người mà có cái dấu mũi tên đỏ đó. Đây đầu tiên ở trên đây là Bình Thục Vi, bà này là bà Nga. Bên đây là ông tên gì cho anh quên rồi. Và cho anh sẽ phóng to cái tấm hình này. Đó, để thấy ai là những nhân vật nằm ở trong đây. Đây là tốt nghiệp khóa huấn luyện an toàn kỹ thuật số. Không biết an toàn kỹ thuật số gì, trên sẽ thấy được cái chữ là security training đó, tức là được huấn luyện rồi. Bao nhiêu đây thôi thì thêm một cái lời nhận xét của anh Hải nữa ha. Đem một đứa nhỏ ra để làm chính trị nhằm đạt được mục đích thì cô chú bác các anh chị đã thấy câu trả lời đó. Nói nghe nè, anh Hải Nguyễn nói, đã là tù nhân lương tâm bị quản chế 24/24, đi đâu làm gì thì bị an ninh lẻo đẻo đi từ cây số. Khó dễ chứ đừng nói đến việc may hơn 4.000 cái khẩu trang in hình lá cờ Việt Nam Cộng Hòa để xuất khẩu sang nước ngoài. Mà cho hỏi, may đâu vậy? May cơ sở Việt Nam nào vậy? Cơ sở nào dám nhận in hơn 4.000 khẩu trang hình cờ Việt Nam Cộng Hòa vậy? Xuất khẩu ra nước ngoài phải qua kiểm tra, không lẽ mấy thằng an ninh ở sân bay cửa khẩu nó bị đuôi, nó không thấy hả? Thôi Huỳnh Thục Di ơi, diễn tệ quá, còn đem con nhỏ ra làm bình phong. Làm người gì mà ác vậy? Người đẹp mà có tâm hồn ác quỷ. Nhưng nói nghe nè, ở đất nước Hoa Kỳ, sao vụ con nắm độc con Nga thì đã không ai quan tâm đến bọn tù nhân lương tâm ở Việt Nam nữa đâu. Cũng không cần sang Hoa Kỳ bưng bô đâu, vì bọn cộng sản chẳng còn tồn tại bao lâu nữa. Mà sang bưng bô để làm cái gì? Đây là những cái lời của anh Hải Nguyễn mà cho anh chia sẻ với cô chú bác. Cô chú bác và các anh chị đợi cho anh cái, cho anh cho những con bò này đi ra ngoài cái đã. Và cô chú bác và các anh chị thấy rõ rồi ha. Cho anh không có và Chen đã nói cái lập trường của mình vào cái bữa trước rồi. Cô chú bác và các anh chị, ngày đầu tiên Chen có một cái nhận định riêng của mình là ngày mà cô ta đem đứa bé ra để cầm cái lá cờ vàng. Đó là hình ảnh đầu tiên để mà Chen có thể nhận định ra đâu là thật, đâu là giả. Và đây là nhận định cá nhân của Chen ha, sau hai cái bài viết của hai anh. Và cô chú bác và các anh chị cứ việc comment để đưa ý kiến cho Chen, để mình cùng nhau chia sẻ và học hỏi ha. Chen sẽ nói thẳng vô mặt những cái bọn diễn tuồng này, Việt Cộng diễn tuồng, là tụi bay đừng có hèn hạ nữa, thì tụi bay ngưng cái diễn tuồng của tụi bay đi. Tụi bay diễn tuồng quá nhiều để lừa gạt, để những người yêu nước ở hải ngoại
Và cô chú bác và các anh chị á, Chen, nếu mà Chen suy nghĩ tận tường ra đó, thì những người bên hải ngoại thật sự là họ không đáng trách. Bởi vì sao vậy? Tại vì họ thấy cũng cái hình ảnh của một người mẹ, hình ảnh của những đứa bé. Thì cô chú bác và các anh chị, mình đang sống một cái đất nước văn minh, nhân đạo, đất nước tự do, mà lúc nào nước Mỹ cũng rất là nhân đạo. Cho nên con người mình cũng có tình thương. Cho nên khi mà đặt vô hình ảnh của ngày xưa, của con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng đem những đứa con ra, bà Nga cũng đem những đứa con ra, rồi tới bây giờ tới cái cô này cũng đem đứa nhỏ ra, thì ai mà không thương? Dĩ nhiên là phải thương rồi, đứa bé đâu có tội gì đâu, cô chú bác và các anh chị. Nhưng cái tội là tội của cái người để dùng đứa bé đó để mà mưu đồ, để đạt được cái mục đích của mình. Cái đó mới là tội lỗi. Và Chen chưa bao giờ trách các anh chị bên nước ngoài, bởi vì các anh chị đang sống một đất nước đừng có cái lòng nhân đạo, có cái nhân phẩm, cho nên họ nhìn thì họ thương. Nhưng mà cái tình thương này cần phải được sáng suốt hơn. Đó là Chen đang nói thiệt. Và Chen đang nói thiệt cái suy nghĩ của mình, cái lập trường của mình. Và Chen nói thẳng với cái bọn này, cái bọn Việt Cộng diễn tuồng này nên chấm dứt đi, đừng có làm trò hề nữa. Bà cô chú bác, các anh chị nghĩ đi, bây giờ nè, ra ngoài cái sân bay mình muốn gửi cái gì, hàng gì đi, nó có qua máy nó kiểm tra không? Dĩ nhiên là có, phải không? Khi mà nó nhìn lên màn hình, nó thấy 4.000 cái khẩu trang mà có cái cờ mà cờ vàng, thì cô chú bác các anh chị nghĩ làm sao? Nó chặn lại không? Nhưng mà tại sao nó được qua Mỹ về qua Úc luôn? Và cái chỗ nào để sản xuất cái số khẩu trang này? Cho dù cô ta đặt hàng đi nữa, cô ta không có tự ở nhà may, cô ta có thể kiếm một cái cơ sở nào đó để may. Nhưng rồi cái nhóm may đó, ai dám may cái này? Khi người ta biết nước Việt Nam cấm cờ vàng. Và một cái anh đó, cho anh đừng nói đó, cái anh gì tên gì, lúc trước nó bị giết ở trong tù, mà nói là tự tử bằng cái dao độc giấy đó, chỉ vì có một cái miếng vải vàng nó có cái hình quốc kỳ của Việt Nam, của quốc gia thôi. Trên cái tên anh đó là tên gì, trên hồi nãy trên có chia sẻ với cô chú bác và các anh chị đó. Đó, cô chú bác có thấy rõ cái sự gian manh và xảo trá điếm đàn, những cái vở kịch tuồng của cái lũ này không? Và đây là cái lập trường của Chen. Chen nó nhìn ra lâu rồi, Chen nhìn ra cái ngày đầu tiên mà cô ta kêu đứa bé nhỏ xíu cầm cái lá cờ vàng rồi, cũng là đem một đứa bé nữa. Và cô chú bác và các anh chị á, tại sao bữa nay Chen nói cái vấn đề này, Chen phải lặp lại và Chen sẽ không muốn nhắc nữa. Tại vì ngày hôm thứ năm Chen có nhắc một lần về cái cô này, cũng như con Nóng và con Nga. Và Chen sẽ nói bữa nay là Chen không nhắc tới cái bọn này nữa, bởi vì chúng không đáng để mình quan tâm nữa. Bởi vì Chen muốn nhắc để cô chú bác các anh chị biết á, vào cái đợt mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh á, là mẹ Nóng đó, cũng đem hình ảnh của những đứa bé lên rồi đi biểu tình mà bị bắt đó, thì không ai khác có Chen ở trong đó để mà ký cái chữ ký của mình, để thỉnh nguyện thư để cho thời đó là bà vợ của ông Donald Trump, để mà rước qua cái diện tù nhân lương tâm đó, cô chú bác và các anh chị. Cho nên nó rốt cuộc rồi sao, chúng ta đã quá lầm, quá sai lầm. Và cô chú bác và các anh chị đừng nghĩ nước Mỹ ngu. Cái bọn Việt Cộng này nó đang diễn tuồng, nó nghĩ nó sẽ qua mặt được nước Mỹ. Xin lỗi, lầm to rồi. Người Mỹ sẵn sàng cho mày vào, người Mỹ sẵn sàng rước tụi mày vào để nhìn tụi bay coi tụi bay làm cái gì. Chứ đừng nghĩ là qua được bên này rồi thì muốn làm gì làm. Và những ngày tháng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh lên chống Trump hay gì, chửi Trump hay miệt thị ông Trump gì đó, dĩ nhiên là ai cũng nhìn thấy rồi. Nhưng mà đó là chuyện nhỏ của đất nước Hoa Kỳ, người ta không có dòm tới những cái loại thấp hèn này đâu. Và cô chú bác và các anh chị đừng nghĩ là cho tụi nó qua đây là nước Mỹ khờ đâu, không có đâu. Tao cho mày qua đó, tao cho mày qua. Mà nên nhớ một điều rằng bất cứ ai đã bước chân vô nước Mỹ này rồi thì cũng đang giơ sống như là đang ở trong căn nhà của người ta. Mình đang ở trong căn nhà của người ta, mình làm cái gì người ta biết hết à, đừng qua mặt được người ta. Cho nên một cái sai lầm á, của những cái bọn lưu manh á, cô chú bác và các anh chị, ngay cả thằng Tàu Cộng cũng vậy nữa đó, nó trà trộn cái đám du học sinh đồng này nọ, nó qua bên này nó làm gián điệp chứ gì. Nó nghĩ là nó lợi dụng cái sự tự do để mà muốn làm gì làm ở trên đất nước này. Tại vì quyền mà, mình có quyền mà, đâu ai cấm mình đâu. Mình có quyền phát biểu, có quyền nói, giống như là con Nóng nó phát biểu đó, nó có quyền cái nói gì nói. Rồi nó đem cái lý do là ố, đây là đất nước tự do mà, quyền tự do ngôn luận mà, ok mày cứ việc nói đi, mà mày đừng có nghĩ là không ai biết, mày đừng có nghĩ là mày qua được đây rồi
là mày có muốn làm gì mày làm được. Mày đang sống trong căn nhà của người ta. Cho nên á, cha nói cô chú bác và các anh chị, cái lũ diệt cộng này nó đã diễn tuồng quá nhiều rồi. Và nếu những anh chị, những cô chú bác ở bên nước ngoài, bên Úc, Canada, bên Mỹ gì đó, có cái tình thương về một đứa bé thì hãy cứ thương, tại vì đứa bé vô tội, nó không có tội. Chen cũng nhìn đứa bé đó, Chen thương lắm. Nhưng cái tội lỗi là người lớn đã dùng một đứa nhỏ như vậy để mà đạt được cái mục đích tha mà gọi là sâu hiểm của mình, cái đó mới là tội ác. Và chúng ta đừng tiếp tay cho cái tội ác đó, chỉ có vậy thôi. Còn tình thương ai cũng đáng thương hết, đã là đồng bào là thương. Cho nên Chen cũng không có trách gì các anh chị bên nước ngoài, lúc nào cũng lên tiếng để binh vực những đứa bé khi thấy bất công, tại vì họ đang sống trong một cái xã hội không có bất công, cho nên họ phải lên tiếng cho bất công. Nhưng tình thương đó hãy đặt đúng chỗ và hãy sáng suốt. Cái bọn này nó diễn tuồng quá nhiều rồi. Và cô chú bác các anh chị nghĩ một cái điều đơn giản thôi, giống như anh Hải này vừa nói nè, làm gì có chuyện mà 4.000 cái khẩu trang mà in hình cờ vàng sẽ được lọt qua cái hải quan đó. Không, một cái chuyện đơn giản thôi, một vấn đề đơn giản thôi, đâu cần phải ngồi mà phân phui là người sơ đó có tội hay không, bây giờ lại đem ra tới tới phiền tới người công giáo nữa, bắt đầu làm cho những người công giáo mất lòng tin với nhau. Bây giờ người ta đổ xô để chỉ trích cái bà sơ đó, nhưng khi chỉ trích rồi có hiểu rõ cái người sơ đó chưa, có ai biết được sự thật trong câu chuyện này chưa? Mình chưa có nói tới người sơ đó ở trong nhà thờ đó, trong cái đạo công giáo đó, mình đang nói tới những cái kẻ bày ra những cái mưu tính này, và mình đang nói về cái khía cạnh của một những người lớn đã đem một đứa bé vô tội ra để làm một cái vở kịch để đạt được mục đích của mình. Cái đó là tội ác. Mình không thể nào mình nhìn nhìn ảnh như vậy, mình tại sao lại phô trương đem lên như vậy, rồi cuối cùng ai cũng chĩa vô để mà nói bà sơ đó là người này người xấu, người này người nọ, tại sao không nhận đứa bé đó. Nhưng mà sự thật sâu xa nó đâu phải vậy đâu cô chú bác và các anh chị. Mình có yêu thương đồng bào, mình có tình cảm, gọi là người tình người với người, thì mình cũng phải sáng suốt chứ. Chứ đâu có thể nào mà ngồi đó mình thấy hình ảnh của một cái người đang đóng kịch như vậy mà mình hùa theo, mình có thể phỉ báng những người sơ, hay là mình chia rẽ trong công giáo, làm mất lòng tin với nhau trong trong cái đạo công giáo. Chứ không nghĩ là cái bà sơ này lại có cái tấm lòng như vậy thôi. Đã gọi là sơ rồi, đã nằm trong cái dòng tu rồi, làm sao lại đi phân biệt đứa bé này với đứa bé kia? Nó phải có cái gì trong đó chứ. Cho nên mình phải tìm hiểu. Và Chen không có đồng tình với những người là nhìn vậy là đi phỉ báng người sơ đó. Nó phải có cái gì hiện tình ở trong đó. Và hãy coi lại cái bọn mà cố tình đem những hình ảnh này lên, đem những tin tức này lên, cuối cùng để được cái gì? Mình phải coi cái đó mới là vấn đề đó. Chen chia sẻ với cô chú bác chút xíu về vấn đề đó. Và Chen cũng nói rồi, cái bọn này cũng không có đáng để mình quan tâm nữa đâu. Cứ để cho chúng diễn kịch đi. Chen sẽ không có quan tâm tới cái bọn này nữa. Đây là lần thứ hai Chen nhắc về cái con này. Và Chen không có dành thời gian cho cái lũ này nữa, một cái lũ diệt cộng diễn tuồng này. Dù cho nó có diễn nó tinh vi cỡ nào đi nữa đi, nó bày ra những cái vở tuồng, hoặc là với cái nội dung là thâm hiểm cỡ nào, tinh vi qua mặt người khác cỡ nào, nhưng mà cô chú bác và các anh chị hãy nhìn cái tấm hình mà Chen vừa nói đó. Chen đưa lại cho cô chú bác các anh chị coi lần nữa nha. Khóa huấn luyện an toàn kỹ thuật số. Đúng không? Đây nè, Nga nè, Quỳnh Thục Di nè, đó, được huấn luyện hết rồi. Phóng to lên để nhìn cho rõ, chính giữa đây, đó. Hai cái dấu mũi tên á thì cô chú bác các anh chị thấy rõ rồi ha. Vậy cho anh không có cần giải thích tấm hình này ha. Rồi một điều nữa là chồng của cô ta đó. Chồng của cô ta lại làm trong an ninh của Bộ Công an an ninh của tỉnh Đắk Lắk. Đó, thì cô chú bác và các anh chị biết rồi đó, đủ hiểu rồi. Nếu mà chồng của cô ta có chức có quyền trong Bộ Công an thì lại làm sao lại để cho cái chuyện này xảy ra? Vô lý, mình càng nói thì càng thấy vô lý. Và cái vở tuồng này chắc cũng sắp kết thúc rồi. Nay mai gì đây Trang cũng sẽ thấy nhiều cái kết cục của cái câu chuyện này, và Trang sẽ không nói nữa. Bây giờ